Linh chi nông lâm, an tâm sức khỏe. Từ xa xưa, nấm linh chi đã luôn được xem như một loại thuốc quý có nhiều công dụng trị bệnh như bảo can, giải độc, cường tâm, kiện não, tiêu đờm, lợi niệu, ích vị, hỗ trợ điều trị ung thư, tăng cường miễn dịch, chống lão hóa, làm tăng tuổi thọ. Với hiệu quả đã được khẳng định hàng nghìn năm của nấm linh chi nông lâm, thành viên trung tâm ươm tạo doanh nghiệp công nghệ trường đại học nông lâm thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị chuyên ứng dụng công nghệ cao cho việc lai tạo, kế ghép các giống cây trồng, các sinh thực vật quý hiếm đã nghiên cứu nhân giống thành công nấm linh chi, nấm đông trùng hạ thảo Militares ở môi trường nhân tạo chất lượng cao, góp phần cung cấp nguyên liệu cho ngành dược liệu trong cả nước và xuất khẩu. Nấm linh chi nông lâm là giống linh chi đỏ Việt Nam có tên khoa học là Ganoderma lucidum, thuộc họ nấm lim. Về bản chất nguồn sống thì giống nấm được lấy từ thiên nhiên, cho nên hoàn toàn có những sự tính quý khiến như nấm tự nhiên như axit ganoderic, polysaccharide. Nấm linh chi nông lâm là được ươm tạo tại vườn ươm doanh nghiệp công nghệ đại học nông lâm thành phố Hồ Chí Minh. Một số người quan niệm rằng nấm tự nhiên mới tốt là đó là quan niệm sai lầm, bởi vì nấm linh chi nông lâm được nuôi trồng trong môi trường nhân tạo nhưng bản chất vẫn là nấm tự nhiên được nhân giống. Vì thế được vẫn đảm bảo những thành phần dược tính, và nếu nấm linh chi rừng mọc quá dài thì đã quá gỗ thì không còn đảm bảo thành phần dược tính được. Bên cạnh sản phẩm thế mạnh là nấm linh chi, nấm đông trùng hạ thảo, hiện nay linh chi nông lâm còn cung cấp cho người tiêu dùng nhiều sản phẩm như nấm lim xanh nông lâm, nấm thượng hoàng nông lâm, nấm vân chi, nấm hầu thủ, gạo mầm thảo dược, tỏi đen, trà trục ngây, bào tử nấm linh chi, vân vân. Ngoài ra, để nhân rộng mô hình nuôi trồng nấm linh chi và các loại nấm thương phẩm khác, linh chi nông lâm triển khai chương trình hướng dẫn nuôi trồng và chuyển giao công nghệ sản xuất các loại nấm dược liệu. Với mục đích ứng dụng các kết quả nghiên cứu, công nghệ vào thực tiễn sản xuất, đem đến cho người tiêu dùng sản phẩm chất lượng mang thương hiệu Việt, linh chi nông lâm, thành viên trung tâm ươm tạo doanh nghiệp công nghệ trường đại học nông lâm thành phố Hồ Chí Minh sẽ ngày càng phát triển và tiếp tục tạo ra các sản phẩm vì sức khỏe cộng đồng.